Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Unit 12, bài học số 12, chủ đề Jobs, chủ đề công việc. Trong khuôn khổ tiết học hôm nay, chúng ta sẽ đến với Lesson 1. Lesson 1 của chúng ta sẽ tập trung vào một số bài tập nhỏ liên quan và giới thiệu về chủ đề Jobs và chủ đề công việc kèm nhé. Đầu tiên, để hỗ trợ các em chúng ta nắm bài được tốt hơn, xin mời các em cùng đến với danh mục từ vựng, tức là những từ mới sẽ xuất hiện trong phần học này. Các em hãy tập trung nhìn lên màn hình nhé. Chúng ta cùng đọc. Đầu tiên là cột từ vựng, sau đó là từ loại. Từ loại từ đó là danh từ, động từ hay tính từ. Phiên âm là cách đọc giúp chúng ta đọc từ được chuẩn xác và nghĩa của từ trong tiếng Việt. Bây giờ, các em hãy cùng đọc nhé. Job, nghề nghiệp. Doctor, bác sĩ. Driver, lái xe. Teacher, giáo viên. Worker, công nhân. Cook, đầu bếp. Farmer, nông dân. Singer, ca sĩ. Và nurse, là y tá. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lượt các từ nhé. Job, doctor, driver, teacher, worker, cook, farmer, singer, nurse. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chính của bài học các em nhé. Number one, look, listen and repeat. Ở phần này, em hãy nhìn vào các bức tranh, lắng nghe, sau đó chúng ta sẽ nhắc lại nhé. Ở đây, các bạn đang giới thiệu về các thành viên trong gia đình của mình, cũng như là hỏi đáp về nghề nghiệp để các em ạ. Bây giờ chúng ta hãy chú ý lắng nghe mày nói lần đầu nhé. Unit 12. Jobs. Page 12. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. This is my mother. What's her job? She's a doctor. B. This is my father. What's his job? He's a teacher. Các em đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng nhắc lại từng lời thoại nhé. Ở bức tranh A, this is my mother. Đây là mẹ của tớ. What's her job? What's her job? Nghề nghiệp của bà là gì? She's a doctor. She's a doctor. Bà ấy là một bác sĩ. Tiếp theo ở bức tranh B, bạn lại tiếp tục giới thiệu về bố của mình. This is my father. This is my father. What's his job? Nghề nghiệp của ông ấy là gì? He's a teacher. He's a teacher. Ông ấy là một giáo viên. Vậy thì chúng ta hãy ôn tập lại kiến thức cũ một chút. Ở đây chúng ta thấy nếu người đó là con gái, phái nữ thì chúng ta sẽ dùng là her job, tức là công việc của cô ấy. Và chủ ngữ cô ấy là một người gì đó thì chúng ta sẽ dùng chủ ngữ là she. Còn nếu người đó là phái nam thì chúng ta sẽ dùng his job, công việc của anh ấy, của cậu ấy, của bạn ấy là con trai. Và chủ ngữ của chúng ta khi đó là he, ok, là anh ấy. Kem lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần chưa. Listen, for it and say. Ở phần này em hãy nghe, chỉ và sau đó hãy nói. Chúng ta sẽ có 4 từ chỉ nghề nghiệp, là 4 từ mới xuất hiện trong phần đầu cô đã cho các bạn nói. Chúng ta hãy nắm chắc 4 từ này. Vậy để hỏi nghề nghiệp chúng ta sẽ áp dụng công thức what's his job? Công việc của anh ấy là gì? Hoặc là what's her job? Công việc của cô ấy là gì? Tương ứng, nếu hỏi công việc của anh ấy, chúng ta sẽ trả lời he's cộng một nghề nghiệp. Nếu
công việc của cô ấy thì chúng ta sẽ trả lời she's job, nghề nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe máy nói lần đầu, sau đó chúng ta sẽ lặp lại tương ứng với từng bức tranh thêm nhé. Page 12. Lesson 1. Activity 2. Listen, point, and say. A. A doctor. B. A driver. C. A teacher. D. A worker. What's her job? She's a doctor. What's his job? He's a driver. Các em đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng lặp lại các từ nhé. A. A doctor. A doctor. A doctor. Một người bác sĩ. B. A driver. A driver. Một người lái xe. C. A teacher. A teacher. Một giáo viên. Và D. A worker. A worker. Một người công nhân. Bây giờ chúng ta sẽ lắp lại và đưa vào tình huống các em nhé. Tình huống đầu tiên, chúng ta sẽ hỏi như thế nào đây các em? Ở tình huống A, chúng ta sẽ hỏi là What's her job? Công việc của cô ấy là gì? Và trả lời She's a doctor. Ở tình huống B, người này là một nam giới. Vậy chúng ta sẽ hỏi là What's his job? Và trả lời He's a driver. Ở tình huống C, chúng ta sẽ trả lời hỏi và trả lời như sau. What's her job? She's a teacher. Cô ấy là một giáo viên. Và tình huống D lại là một người nam giới. Chúng ta sẽ hỏi What's his job? Và trả lời như sau. He's a worker. Rồi, bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến phần tiếp theo là phần 3, Let's Talk. Ở phần này, chúng ta sẽ luyện nói các em nhé. Let's Talk. Ở phần này, chúng ta nhìn thấy các bạn đang giới thiệu nhau với các thành viên trong gia đình. Ở đây, các bạn nhỏ thì là học sinh rồi. Còn bố, chúng ta nhìn bức tranh, dường như bố có thể là một người lái xe hoặc là một người công nhân. Còn mẹ là một bác sĩ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ hỏi, What his job? Và chúng ta trả lời, He's a worker. Còn về phía mẹ, chúng ta sẽ hỏi như sau, What's her job? Và chúng ta trả lời, She's a doctor. Bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến number 4, Listen and tick. Ở phần này chúng ta sẽ nghe và sau đó tick. Chúng ta sẽ nghe hai đoạn hội thoại nhỏ. Ở mỗi đoạn chúng ta sẽ thấy có hai bức tranh. Em hãy nghe xem là nghề nghiệp em nghe được là gì nhé. Ở hình đầu tiên chúng ta thấy đó là a teacher, một người giáo viên. Ở hình B đó là a worker, một người công nhân. Tiếp theo ở phần số 2, hình A là a doctor, một người bác sĩ. Và hình B là a driver, một người lái xe. Bây giờ các em chúng ta lắng nghe nhé. Page 13, Lesson 1, Activity 4. Listen and tick. 1. This is my father. What's his job? He's a teacher. 2. This is my mother. What's her job? She's a driver. Kim đã nghe xong. Ở hình đầu tiên, bạn có hỏi về bố của mình và nói rằng bố là một giáo viên. He's a teacher. Còn ở hình số 2, bạn có hỏi về mẹ, một người bạn hỏi về
mẹ của một bạn và bạn ấy nói là she's a driver. Vậy chúng ta sẽ tích vào hình B em nhé. Bây giờ xin mời các em cùng chuyển đến number 5. Look, complete and read. Ở phần này em hãy nhìn, hãy điền và sau đó chúng ta đọc lên nhé. Number 1. She's. Ở đây chúng ta thấy cô ấy là một bác sĩ. Vậy chúng ta sẽ điền như sau. She's a doctor. Chúng ta cùng đọc lại. She's a doctor. She's a doctor. She's a doctor. Chúng ta cùng chuyển đến number 2. Đây là thầy giáo đang giảng bài. Vậy chúng ta sẽ nói he's a teacher. He's a teacher. He's a teacher. Chúng ta cùng chuyển đến number 3. Chúng ta sẽ hỏi như sau. What's her job? Công việc của cô ấy là gì? Và chúng ta sẽ trả lời she's a worker. Cô ấy là một người công nhân. Tiếp theo, number 4. What's his job? Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một người lái xe đấy. Vậy chúng ta sẽ trả lời he's a driver. Em đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo các em nhé. Chúng ta chuyển đến phần cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay, đó là phần 6, Let's Sing. Ở phần này chúng ta sẽ luyện hát. Chủ đề của chúng ta là My Mother and My Father. Chúng ta nhìn thấy hai bức tranh. Bức tranh bên trái là My Mother. She is a worker. Cô ấy là một người công nhân. Ở phía bên phải đó là My Father. And he is a driver. Bố là một người lái xe đấy các em ạ. Vậy chúng ta hãy nghe bài hát này, sau đó chúng ta sẽ nhắc lại từng câu các em nhé. Page 13. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. My mother and my father. It's my mother, it's my mother. What's her job? She's a worker, she's a worker. Who's that? Who's that? It's my father, it's my father, it's my father, it's my father. What's his job? Ooh, he's a driver, he's a driver, he's a driver. Các em đã nghe xong, bây giờ chúng ta hãy nghe và nhắc lại từng câu các em nhé. My mother and my father. Mẹ của tôi và bố của tôi. Who's this? Ai đây? Who's this? Ai đây? It's my mother. Đây là mẹ của tớ. It's my mother. Đó là mẹ của tớ. What's her job? Nghề nghiệp của bà là gì? She's a worker. She's a worker. Bà là một công nhân. Bà là một công nhân. Who's that? Who's that? Ai kia? Ai kia? It's my father. It's my father. Đó là bố của tớ. Đó là bố của tớ. What's his job? Nghề nghiệp của ông là gì? He's a driver. He's a driver. Ông là một người lái xe. Ông ấy là một người lái xe. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo nhé.